Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt cái mic HISK AT100 này hàng thật và hàng nhái. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích các bạn. Nói là phân biệt thì cũng hơi quá vì là ở đây mình chỉ có cái sản phẩm này là hàng nhái thôi, còn hàng thật mình không có ở đây. Cái mic hát này đấy thì chúng ta có thể phân biệt qua bề ngoài hộp này. Ở đây mình nhìn hai cái đặc điểm này mình có thể phân biệt được ra. Thứ nhất là chỗ cái mặt này, cái dòng cái serial number này. Cái hàng nhái này thì nó để trống, nó không ghi vào. Còn hàng thật thì người ta sẽ ghi vào nhé. Cái đặc điểm thứ hai để chúng ta phân biệt ấy là cái chỗ màu sắc của cái mic này của chúng ta này. Cái hàng nhái này thì nó không đánh dấu. Hàng thật thì nó sẽ đánh dấu màu mic này là màu gì. Đấy, thực ra cái tem này thì mình cũng đã cạo ra. Cái tem này thì người ta dán vào thôi. Cái này không quan trọng. Bây giờ thì mình sẽ mở cái mic xem ở bên trong nhé. Cũng đầy đủ. Đây là cái phiếu bảo hành. Hàng nhái cũng có phiếu bảo hành đàng hoàng. Bên trong thì cũng có đầy đủ các phụ kiện như là dây mic này, bông nọc này, sóc mao này. Đấy. Ở đây nhìn qua cái dây mic này thì mình đã thấy có cái lỗi, chỗ này nó thừa này. Trông chi tiết đường nét thì nó cũng không được gọn gàng. Đây. Nhựa thừa. Quan trọng là chúng ta nhìn cái nhân vật chính này. Ở đây thì có vài cái điểm chúng ta phân biệt này. Thứ nhất là cái serial number này của mic này. Thì hàng đây là hàng nhái thì người ta chỉ in lên thôi. Thì chúng ta sờ nó bóng này, trơn trượt luôn. Còn cái hàng thật thì nó sẽ người ta sẽ khắc chìm. Thì chúng ta sờ đây nó gân gân. Và cái hàng thật đấy thì cái serial number này này nó sẽ trùng với cái serial number ở ngoài hộp. Đây hàng nhái không ghi, hàng thật người ta sẽ ghi trùng. Tiếp theo ấy thì cái màng mic này của hàng, đây là hàng nhái nó thưa, còn hàng thật nó sẽ dày hơn. Tiếp theo là cái màng này nó, hàng thật thì nó sẽ bo lượn, còn cái hàng nhái này thì nó sẽ sắc cạnh. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.